Xin chào các bậc phụ huynh. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bậc phụ huynh hướng dẫn các con hoạt động học, đó là hoạt động khám phá ngôi nhà. Mục đích của hoạt động này giúp các con biết được đặc điểm ngôi nhà chính mình đang ở, phân biệt được một số kiểu nhà và đồng thời giáo dục các con biết yêu quý nhà của mình hơn. Để thực hiện được hoạt động này ở nhà, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị những tranh ảnh hoặc video clip về các kiểu nhà. Phụ huynh cũng có thể cho con quan sát trực tiếp chính ngôi nhà của mình đang ở và những ngôi nhà xung quanh. Sau đây, mời quý phụ huynh cùng tham khảo video clip cô dạy các con khám phá ngôi nhà. Đố các con biết, cái gì để tránh nắng mưa, đêm được an giấc từ xưa vẫn cần? Đáp án số 1, cái ghế. Đáp án số 2, cái quạt. Đáp án số 3, ngôi nhà. Đáp án số 4, cái chổi. Các con đã có câu trả lời chưa? Cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Đáp án chính xác là đáp án số 3, ngôi nhà. Một ngôi nhà vững chãi kiên cố sẽ giúp chúng ta tránh nắng mưa, và trong ngôi nhà ấy, chúng ta có những giấc ngủ an lành. Bài học này sẽ giúp các con hiểu thêm hơn về ngôi nhà của mình. Cô đã sưu tầm được bức ảnh về ngôi nhà. Ngôi nhà này có đặc điểm gì nhỉ? Ngôi nhà này có mấy tầng? À, ngôi nhà này có 2 tầng nên được gọi là nhà 2 tầng đấy các con ạ. Còn mái nhà thì có đặc điểm gì? À, mái nhà được lợp bằng mái ngói, một loại đất nung đấy các con ạ. Các con hãy quan sát xem ngôi nhà này có mấy cửa chính ra vào. À, ngôi nhà này có một cửa chính ra vào và có nhiều cửa sổ đấy. Trên tầng 2 có lan can để tránh khỏi bị ngã và cũng là để làm đẹp cho ngôi nhà nữa đấy. Các con hãy quan sát xem xung quanh ngôi nhà này có gì. À, xung quanh ngôi nhà này có rất nhiều cây xanh đấy. Chúng mình cùng vào trong tham quan một chút về ngôi nhà này nào. Đây là phòng gì nào? Đây là phòng khách đấy. Vì sao các con biết đây là phòng khách? À, vì phòng khách thường có bộ bàn ghế để cả nhà cùng nhau xem tivi hoặc là tiếp khách đấy. Tiếp theo là phòng bếp. Vì sao các con nhận ra đây là phòng bếp? À, vì chúng ta nhìn thấy có bếp và các đồ dùng nấu ăn. Đây là nơi để gia đình cùng nhau ăn cơm, thật ấm cúng đúng không nào? Còn đây là phòng gì nào? À, là phòng ngủ đấy các con ạ. Vì sao các con biết đây là phòng ngủ? Vì phòng ngủ có giường để chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Ngoài ra, còn có phòng thờ, phòng làm việc và nhà vệ sinh. Các con ạ, có rất nhiều loại nhà ở khác nhau. Đây là nhà sàn được làm chủ yếu từ gỗ, mây tre, xây dựng từ những cột trên mặt đất, là nét đặc trưng của đồng bào dân tộc miền núi. Còn đây là nhà mái ngói. Mái nhà được làm từ mái ngói, một loại đất nung màu đỏ. Đây chính là loại nhà ở mà chúng ta thường thấy ở nông thôn đấy. Và rất gần gũi với chúng ta là các loại nhà ở thành phố như là chung cư, biệt thự, các tòa nhà cao tầng và rất nhiều loại nhà khác nữa. Các con ạ, nhà là nơi chúng ta sinh sống, làm việc, là tổ ấm của gia đình. Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương, vì vậy mỗi chúng ta cần phải biết giữ gìn ngôi nhà luôn sạch đẹp. Nhà các con đang ở thuộc kiểu nhà nào? Hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe nhé! Các con thân mến, chúng mình đã được tìm hiểu về ngôi nhà, có rất nhiều loại nhà ở khác nhau. Vậy, nhà ở của chúng mình so với các loại nhà ở đó thì như thế nào nhỉ? Chúng mình hãy vận dụng những kiến thức đã được tìm hiểu. Cô sẽ đưa ra một số gợi ý, dựa vào đó hãy chia sẻ giới thiệu đơn giản về nhà ở của mình. Địa chỉ nhà ở của các con là ở đâu? Đặc điểm nhà ở ra sao? Quang cảnh xung quanh nhà như thế nào? Nhà con ở giống với các loại nhà ở nào mà chúng mình vừa tìm hiểu? Vậy là cô đã chia sẻ với các bậc phụ huynh hướng dẫn con khám phá ngôi nhà.
Phụ huynh hãy quay lại video clip con giới thiệu về ngôi nhà của mình gửi lên nhóm Zalo lớp cho cô và các bạn cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại!